Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Các ngươi là con cái Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt, bởi ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đức Jehovah đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. Này, những loài vật mà các ngươi được ăn: con bò, con trừu, con dê cái, con nai đực, con hoàng dương, con hươu đực, con dê rừng, con sơn dương, con bò rừng và con linh dương. Trong những loài vật, các ngươi được ăn con nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi. Nhưng trong những con vật nhơi có móng rẽ ra và chân chia hai, này là những con các ngươi không phép ăn: con lạc đà, con thỏ rừng và con thỏ nhà. Chúng nó nhơi, song không có móng rẽ ra, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Con heo cũng vậy, vì nó có móng rẽ ra nhưng không nhơi, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó và chớ đụng đến xác chết chúng nó. Phàm loài nào ở trong nước có mang và có vảy thì các ngươi được ăn. Nhưng con nào không có mang, không có vảy thì chẳng nên ăn, phải cầm là không sạch cho các ngươi. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch, song này là những con các ngươi không nên ăn: chim ưng, chim ngạc, con kên kên, con diều, con ó và mọi thứ lão ưng, mọi thứ quạ, chim đà điểu, con tu hú, chim thủy kê và mọi thứ bọ cắt, chim mèo, chim uột, con hạc, chim thằng bè, con còng cọc, chim thằng cọc, con cò và mọi thứ diệt, chim rẽ quạt và con dơi. Mọi loài côn trùng hay bay sẽ là không sạch cho các ngươi, chớ nên ăn. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch. Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự nhiên. Hãy đưa nó cho người khách ngủ trong thành mình, và người ấy sẽ ăn nó, hay là mình cũng được bán cho người ngoại bang. Vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Mỗi năm, ngươi chớ quên đóng thuế 1/10 về huê lợi của giống mình gieo mà đồng ruộng mình sinh sản. Tại trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, trong nơi Ngài sẽ chọn đặng để danh Ngài ở, ngươi phải ăn vật thuế 1/10 về ngũ cốc, rượu, dầu và con đầu lòng của bầy bò hay chiên của ngươi, hầu cho ngươi tập hằng kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Khi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến đổi không thể đem nộp của thuế 1/10 ấy được, vì chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài cách xa ngươi, thì bây giờ ngươi hãy đổi thuế 1/10 đó ra bạc, cầm bạc này trong tay, đi đến nơi Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mình ước ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay là đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và vui vẻ với gia quyến mình. Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với người. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy 1/10 của huê lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bây giờ người Lê-vi vốn không có phần chi, cũng chẳng hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bụa ở trong thành ngươi, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi đã làm. Chương 15. Cuối mỗi năm thứ bảy, ngươi phải làm năm giải thích. Này là lệ của sự giải thích. Phàm chủ nợ phải giải thích món vay mà mình đã chịu cho kẻ lân cận mình vay. Ngươi chớ thúc kẻ lân cận mình hay là anh em mình trả lại.
vì người ta đã cáo rao năm giải thích cho Đức Giê-hô-va. Ngươi được thúc người ngoại bang trả lại. Song, ví anh em ngươi có vật chi thuộc về mình, thì phải tha vật ấy cho người. Nhưng nơi ngươi chẳng nên có kẻ nghèo nàn, vì Đức Giê-hô-va sẽ quả hẳn ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy làm sản nghiệp. Miễn ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cẩn thận làm theo các điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi y như Ngài đã phán. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn chính ngươi không vay ai. Ngươi sẽ quản hạt nhiều nước, song các nước ấy sẽ chẳng quản hạt ngươi. Nếu trong thành nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, ở giữa ngươi có một người anh em bị nghèo, thì chớ cứng lòng nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó. Ngươi khá xòe tay mình ra, cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Khá coi chừng, kẻo có một ác tưởng nơi lòng ngươi rằng năm thứ bảy tức là năm giải thích hầu gần. Khá coi chừng, kẻo mắt ngươi chẳng đoái thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết. E người kêu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng? Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng, khá xòe tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew, bất luận nam hay nữ, bị bán cho ngươi, thì sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm. Xong qua năm thứ bảy, ngươi phải giải phóng người. Khi ngươi giải phóng người, chớ cho người đi ra tay không. Phải cấp cho người một vật chi, hoặc trong bầy mình, hoặc của sân đạp lúa mình, hoặc của hầm rượu mình. Tức là cấp cho người vật bởi trong của cải mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho ngươi. Hãy nhớ rằng, mình đã làm tôi mọi trong xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chuộc ngươi. Bởi cớ ấy, ngày nay ta truyền cho ngươi làm các điều này. Nhưng nếu kẻ tôi mọi ngươi nói rằng, tôi không muốn đi ra khỏi nhà chủ, vì nó mến ngươi và gia quyến ngươi, lấy làm thỏa lòng phục dịch ngươi, thì bây giờ ngươi phải lấy một cái dùi để tai người kề cửa mà xỏ. Vậy ngươi sẽ làm tôi tớ ngươi luôn luôn. Ngươi cũng phải làm như vậy cho tớ gái mình. Ngươi chớ có nặng lòng mà giải phóng người, vì người đã phục dịch ngươi 6 năm, ăn phân nửa công giá của một người làm mướn. Vậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc ngươi làm. Ngươi phải biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mọi con đầu lòng đực sinh trong bầy bò hay chiên của ngươi. Chớ cày bằng con đầu lòng của bò cái mình, và chớ hớt lông con đầu lòng của chiên cái mình. Mỗi năm, ngươi và gia quyến ngươi sẽ ăn nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn. Nhưng nếu nó có tì vít chi, què hay đuôi, hoặc bị tật nặng khác, thì chớ dâng nó cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phải ăn nó trong thành mình. Kẻ bị ô uế và kẻ được sạch cũng đều được ăn hết, như ăn con hoàng dương hay là con nai đực. Chỉ ngươi chớ ăn huyết nó, phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Chương 16. Hãy giữ tháng lúa trổ làm lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy trong tháng lúa trổ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đang ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên và bầy bò dâng làm lễ vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Với lễ vượt qua, chớ ăn bánh pha men. Trong 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn nạn đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội vàng, hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Trong 7 ngày, không nên thấy men nơi nhà ngươi hay trong khắp địa phận ngươi,
thịt con sinh mà ngươi đã giết lúc chiều của ngày thứ nhất thì chớ để đến sáng mai. Ngươi không được giết con sinh về lễ vượt qua trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở, ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh về lễ vượt qua vào lối chiều, vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ai Cập. Phải nấu thịt con sinh và ăn tại trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, rồi sáng mai trở về trại mình. Trong 6 ngày, ngươi phải ăn bánh không men, và qua ngày thứ 7 sẽ có một lễ trọng thể cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chớ làm một công việc nào. Ngươi phải đếm 7 tuần. Khởi đếm 7 tuần này từ ngày người ta tra cái lưỡi hái vào mùa gặt. Kế, ngươi sẽ giữ lễ 7 tuần cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, do tay mình đem dân của lễ lạc ý, tùy theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. Ngươi, con trai, con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi ở trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bùa ở giữa vòng ngươi, đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ở. Phải nhớ lại rằng mình đã làm tôi mọi tại xứ Ai Cập và khá cẩn thận làm theo các luật lệ này. Khi ngươi đã thâu huê lợi của sân đạp lúa và hầm rượu mình rồi, thì phải giữ lễ lều tạm trong 7 ngày. Ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê Vi, khách lạ, kẻ mồ côi và người quá bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó. Trong 7 ngày, ngươi phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi, rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. Mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm 3 lần, phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ 7 tuần và lễ lều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Ngươi phải tùy từng chi phái mình lập những quan án trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Những quan án ấy sẽ xử đoán dân sự cách công bình. Ngươi chớ làm dịch sự chánh trực, chớ thiên vị ai, cũng chẳng nên nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm cho mù mắt kẻ khôn ngoan và làm rối lời của người công bình. Ngươi phải theo sự công bình cách trọn vẹn để ngươi được sống và nhận lấy sứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Gần bên bàn thờ mà ngươi sẽ lập cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ dựng lên hình tượng của thần A-xê-ra bằng thứ cây nào, cũng chẳng nên dựng lên một trụ thờ nào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi lấy làm ghét các vật ấy. Thi Thiên 62. Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Các ngươi xông vào một người cho đến chừng nào đặng chung nhau đánh đổ người như một cái vách nghiêng, khác nào một rào hầu ngã. Chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi cao vị người. Họ ưa chuộng điều dối giả, lấy miệng mình chúc phước, nhưng trong lòng thì rủa xả. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi ba tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là dối giả. Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công, nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe sự này hai lần, rằng
sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Vả lại, hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Chương 45. Này là lời của thiên tri Jeremy nói cùng Baruch, con trai Neria, khi người chép trong một quyển sách những lời bởi miệng Jeremy nói ra về năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Juda. Hỡi Baruch, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán cho ngươi như vậy: ngươi đã nói, khốn nạn cho ta, vì Đức Jehovah thêm sự buồn rầu cho sự đau đớn ta. Ta mệt nhọc vì than thở chẳng được nghỉ ngơi. Ngươi khá nói cùng nó rằng, Đức Jehovah phán như vậy: này, vật ta đã dựng thì ta phá đi, vật ta đã trồng thì ta nhổ đi, sự đó khắp trong cả đất. Còn ngươi, ngươi còn tìm việc lớn cho mình hay sao? Chớ có tìm kiếm. Vì này, ta sẽ giáng tai vạ cho mọi loài xác thịt. Nhưng ngươi, hễ đi đến đâu, ta cũng sẽ ban mạng sống cho ngươi làm của cướp. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 46. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi luận về các dân tộc. Về Ai Cập, luận về đạo quân của vua Ai Cập Pharaon Neco, bây giờ đóng gần sông Euphrates tại Cạc Kemit, tức đạo quân bị Nebuchadnezzar vua Babylon đánh đuổi về năm thứ tư đời vua Jehoiakim con trai Josiah vua của Juda. Hãy sửa soạn thuẫn lớn, thuẫn nhỏ và đi ra trận. Hỡi lính kỵ, hãy thắng ngựa cởi lên. Khá đội mão trụ và đứng sắp hàng, mài mũi giáo và mặc giáp. Làm sao ta đã thấy sự đó? Chúng nó bị kinh hãi, đều quay lưng lại. Lính chiến vỡ tan, chạy trốn chẳng ngó lại đằng sau. Sự kinh khiếp khắp tứ bề, Đức Giê-hô-va phán vậy. Người rất lẹ cũng không thể thoát, người rất mạnh cũng không thể trốn. Về phương Bắc, trên bờ sông Euphrates, kìa, chúng nó vấp và ngã. Kìa, kẻ dấy lên như sông Ni-lơ, như sông lớn nổi sóng sôi bọt là ai? Ấy là Ai-díp-tô dấy lên như sông Ni-lơ, các dòng nước nó sôi bọt như các sông. Nó nói, ta sẽ dấy lên bao phủ cả đất, ta sẽ hủy phá các thành và dân cư. Ngựa, hãy xông tới, xe binh, hãy rủi mau, hãy kéo tới lính chiến kia. Người cướp và người phút đều mang thuẫn, còn người ly đi cầm cung và dương ra. Ngày đó thuộc về Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là ngày báo thù, Ngài sẽ báo kẻ thù nghịch mình. Gươm nuốt mà no, uống huyết chúng nó cho đầy, vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, có sự tế tự trong xứ phương Bắc bên sông Euphrates. Hỡi nữ đồng trinh, con gái của Ai Cập, hãy lên Galaad mà lấy nhũ hương. Ngươi dùng nhiều thứ thuốc cũng vô ích, chẳng chữa lành cho ngươi được. Các nước đều nghe sự xấu hổ của ngươi, tiếng rên xiết của ngươi đầy khắp đất, vì lính chiến chạm lính chiến, cả hai cùng ngã với nhau. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về sự Nebuchadnezzar vua Babylon sẽ đến đánh đất Ai Cập. Hãy rao tin trong Ai Cập, truyền cho Mít-đôn, báo cho Nốt và Tác-pha-nết, nói rằng: hãy đứng sắp hàng trực sẵn, vì gươm đã nuốt chung quanh ngươi. Vì sao những người mạnh của ngươi bị cất mất? Chúng nó không đứng được, vì Đức Giê-hô-va đã đuổi chúng nó. Ngài làm cho nhiều người đi siêu tó, người này ngã trên kẻ khác mà rằng: đi hè, trở về nơi dân ta, trong đất chúng ta sinh ra, xa nơi gươm dao ức hiếp. Tại đó họ kêu lên rằng: Pharaon vua Ai Cập bị diệt rồi, đã để dịp tiện qua đi. Đức vua, danh Ngài là Giê-hô-va vạn quân phán: thật như ta sống, kẻ thù đến, như núi Tha-bô dấy lên giữa các núi khác, như cạc mên thò ra ngoài biển. Hỡi gái đồng trinh ở Ai Cập,
hãy sắm đồ lề đi làm phu tù, vì Nốt sẽ trở nên hoang vu, sẽ bị đốt, không có dân ở nữa. Ê-díp-tô là một con bò cái tơ đẹp đẽ, nhưng bị ong lỗ từ phương Bắc đến chích nó. Những quân thuê ở giữa nó cũng như bò con béo, nhưng chúng nó cũng xây lưng lại, thảy cùng nhau trốn tránh, không đứng vững được. Vì ngày tai họa, kỳ thâm phạt đã đến trên chúng nó rồi. Tiếng nó như rắn đi, vì quân nghịch nó kéo tới mạnh lắm, cầm búa rìu đến trên nó như thể thợ rừng. Đức Giê-hô-va phán: quân nghịch đốn chặt rừng nó không thể dò xem được, vì chúng nó đông hơn cào cào, không thể đếm được. Con gái Ê-díp-tô sẽ mang xấu hổ, sẽ bị nộp trong tay dân phương Bắc. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán rằng: này, ta sẽ phạt Amon là thần của Nô, luôn cả Pharaon và Ê-díp-tô với các thần và các vua nó, tức Pharaon cùng những kẻ nhờ cậy người. Ta sẽ phó chúng nó trong tay những kẻ đòi mạng chúng nó, tức trong tay Nebuchadnezzar vua Babylon và trong tay tôi tớ người. Về sau, Ê-díp-tô sẽ còn có dân ở như ngày xưa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi tôi tớ ta là Gia-cốp, chớ sợ chi. Hỡi Israel, chớ kinh hãi, vì ta sẽ cứu ngươi từ xứ xa, sẽ khiến dòng dõi ngươi ra từ đất mình bị làm phu tù. Gia-cốp sẽ trở về được bình an yên ổn, chẳng ai làm cho sợ hãi. Đức Giê-hô-va phán: hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, ngươi chớ sợ, vì ta ở cùng ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã đuổi ngươi đến. Còn ngươi thì ta không diệt hết đâu, nhưng sẽ sửa trị ngươi cách chừng mực, và không thể nào không phạt ngươi. Chương 47. Này là lời từ Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi về người Philistin trước khi Pharaon chưa đánh Gaza. Đức Giê-hô-va phán như vậy: kìa, những luồng sóng từ phương Bắc nhảy lên, sẽ trở nên sông vỡ bờ, sẽ làm ngập đất và mọi vật ở đất, ngập thành và dân cư ở đó. Người ta đều cất tiếng kêu, hết thảy dân cư trong đất đều than thở. Nghe tiếng vó ngựa và tiếng xe cộ ầm ạt, bánh xe rầm rầm, thì kẻ làm cha chẳng xây lại xem con cái mình, vì tay mình yếu đuối. Ấy là đến ngày diệt hết dân Philistin và cất khỏi Tyre và Sidon những kẻ còn lại giúp nó, vì Đức Giê-hô-va sẽ diệt dân Philistin, tức những kẻ còn sót lại ở cù lao Cát-tô. Gaza đã trở nên trọc trọi, Ách-ca-lôn cùng các đồng bằng xung quanh đã ra hư không. Các ngươi tự cắt thịt mình cho đến bao giờ? Hỡi gươm của Đức Giê-hô-va, còn bao lâu nữa mày yên nghỉ? Hãy trở vào vỏ mày, thôi đi, ở cho yên lặng. Khi Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho, thì mày yên nghỉ thế nào được ư? Vì Ngài đã định nó nghịch cùng Ách-ca-lôn và bờ biển. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi,
những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.